Minh Viên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin FPNC cuối tuần, FPNC 24/7 trên kênh truyền hình FPNC. Trước khi bắt đầu bản tin kỳ này, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Viên điểm nhanh qua những nội dung chính. Mỹ áp thuế bán phá giá 0% với tôm Việt Nam. Tại Thái Bình, lợn chết do dịch tả châu Phi vứt bừa bãi. Việt Nam có ngân hàng sữa mẹ thứ hai. Thưa quý vị, theo kết quả trong đợt công bố mức thuế sơ bộ cho lần xem xét hành chính thứ 13 trong vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam và Mỹ, phía Mỹ đã đồng ý áp thuế suất bằng 0% cho hai bị đơn bắt buộc là công ty Sauta và công ty Nha Trang, đồng thời cũng là mức thuế bằng 0% cho gần 30 bị đơn còn lại. Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cho biết, đây là tin vui cho ngành chế biến và xuất khẩu tôm Việt Nam. Bởi với mức thuế này, chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp số liệu thỏa đáng tới Bộ Thương mại Mỹ. Mức thuế sơ bộ này là cơ sở tốt để đạt được mức thuế thấp nhất ở phán quyết cuối cùng sắp tới. Với mức thuế này, việc xuất khẩu tôm sang Mỹ của doanh nghiệp Việt sẽ thuận lợi hơn, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ xuất khẩu tôm từ Ấn Độ, Thái Lan và các nước khác vào thị trường rộng lớn này. Năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 637,7 triệu đô la Mỹ và phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh của nguồn cung đối thủ là Ấn Độ cùng với thuế chống bán phá giá của thị trường này. Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện gần 2 tấn nông sản ngâm hóa chất độc hại để đem ra thị trường tiêu thụ. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Gần 2 tấn thực phẩm là nông sản ngâm hóa chất độc hại được phát hiện tại 3 cơ sở sản xuất trên địa bàn quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, thì cơ quan chức năng đã thu giữ được 200 kg chất tẩy rắn, 5 kg hàng the, 100 kg axit acetic. Đây đều là những hóa chất không được phép sử dụng. Khu vực sản xuất thực phẩm thì dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Chủ ba cơ sở khai nhận đã dùng nhiều hóa chất và đổ trực tiếp vào để làm rắn ngó sen và chuối bào trước khi cung cấp sỉ cho các chợ đầu mối, chợ lẻ, quán ăn và đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ. Hiện tăng bộ tăng vật đã được niêm phong để cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Mặc dù cơ quan thú y đã có hướng dẫn các biện pháp về quy trình kỹ thuật tiêu hủy lợn mắc bệnh, tuy nhiên tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vẫn đang tồn tại thực trạng xác lợn ốm, lợn chết vứt bừa bãi tiêu hủy không theo quy trình. Tại khu vực bãi rác thôn Hòa Khê, huyện Đông Hưng, xác lợn chết nằm la liệt, không chỉ dưới hố, xác lợn còn nằm rải rác trên mặt đất, thậm chí xuất hiện cả trên đường thôn. Như con lợn chết mới được mang tới đây vẫn còn nguyên trong bao tải. Theo lý giải của chính quyền xã, do số lợn ốm chết rải rác và địa phương thiếu kinh phí thuê máy móc nhân lực, dẫn đến công tác tiêu hủy thực hiện bằng cách dồn số lợn ốm chết tại bãi, sau đó mới thuê máy xúc thực hiện đào hố tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y và người dân tự thực hiện vận chuyển. Vậy là sau khi mà chúng tôi cho lợn xuống, chúng tôi lại rắc tiếp vôi bột, rạch bụng và rắc vôi bột để chúng tôi tiếp tục chôn lấp, phủ đất và rắc gạt ni lông để chúng tôi phủ đất. Khi chúng tôi thực hiện từ đầu tháng 3 cho đến bây giờ, thì những khu vực mà chôn lấp thì tương đối là đảm bảo. Xã Đông Kinh là một trong những thủ phủ chăn nuôi của huyện Đông Hưng với 80% hộ chăn nuôi, quy mô đàn lợn khoảng 6.700 con. Từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi, toàn xã đã tiêu hủy hơn 2.900 con lợn với tổng trọng lượng gần 181 tấn. Hiện đã có 8 trên 8 huyện thành phố của tỉnh Thái Bình có dịch tả lợn châu Phi. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa ngành với các tổ chức này trong việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen và định hướng phối hợp thời gian tới. Thời gian qua, với nhiều giải pháp tích cực hỗ trợ các tổ chức tín dụng, thì ngành ngân hàng cơ bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu đời sống chính đáng của người dân. Việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm vay vốn do các tổ chức chính trị xã hội quản lý đã giúp tiết kiệm chi phí của tổ chức tín dụng trong quản lý vốn vay, tạo điều kiện khách hàng được giảm lãi vay, hỗ trợ tổ chức tín dụng trong công tác thẩm định, đánh giá khách hàng cũng như đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt là tại các địa bàn không tập trung, liên lạc hạn chế, giao thông khó khăn. Bên cạnh đó, thì các tổ chức chính trị xã hội còn giúp người dân tiếp cận vốn không cần tài sản đảm bảo để sản xuất kinh doanh, khuyến khích người dân sản xuất, nâng cao chất lượng tín dụng. Trong thời gian tới, thì ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức này triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả hơn nữa, góp phần hạn chế tín dụng đen. Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trong đó có hai ngân hàng quốc doanh là Vietinbank, BIDV và 18 tổ chức tín dụng như Sacombank, Eximbank, Techcombank, HDBank.
Các đơn vị được kiểm toán gồm Ngân hàng Nhà nước và 18 tổ chức tín dụng. Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghị quyết trên các mặt. Các giải pháp để hạn chế nợ xấu, tính công khai minh bạch trong việc phát mại, bán các khoản nợ tài sản đảm bảo cho các khoản nợ để thu hồi nợ xấu, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan. Việc thanh kiểm tra trong quá trình thực hiện nghị quyết. Thời kỳ được kiểm toán là 15 tháng 8 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018. Vâng, thưa quý vị, ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ đã chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và thứ hai của nước ta, sau ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện luật trẻ em và công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố. Thành phần đoàn giám sát gồm 20 thành viên, ngoài các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, còn mời thêm các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn được giám sát. Từ ngày 16 đến 26 tháng 4, đoàn giám sát sẽ triển khai công tác giám sát, tập trung vào các vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, công tác phòng ngừa tội phạm, phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại trẻ, công tác tuyên truyền luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố. Cũng trong tuần qua, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu trên địa bàn quận 10 với số hàng bị thu giữ gồm có 200 chiếc iPhone, iPad trị giá hơn 4 tỷ đồng. Sau một thời gian theo dõi thì khuya ngày 9 tháng 4, đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường Thành phố tiến hành kiểm tra một xe ô tô đang lưu thông trên đường Vĩnh Viễn, quận 10. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu hơn 200 chiếc điện thoại iPhone X, XS Max và iPad Mini. Tất cả đều là hàng mới chưa qua sử dụng. Toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng. Lô hàng đã bị niêm phong theo quy định trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây buôn lậu điện thoại cao cấp này. Thưa quý vị, những ngày qua phong trào loại bỏ rác thải nhựa đang lan tỏa mạnh mẽ khắp Việt Nam. Và để hưởng ứng phong trào này, mới đây Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op vừa công bố chiến dịch quét sạch ống hút nhựa ra khỏi hơn 600 siêu thị lớn nhỏ của mình trên cả nước. Sài Gòn Co-op cho biết, từ tháng 5 năm 2019 sắp tới, hệ thống bán lẻ gồm Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile, Cheers trên cả nước sẽ hoàn toàn ngừng kinh doanh sản phẩm ống hút bằng nhựa. Đây là hệ thống siêu thị đầu tiên trên cả nước nói không với kinh doanh ống hút nhựa. Không chỉ loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa ra khỏi quầy kệ trong khu tự chọn của các siêu thị, Sài Gòn Co-op cũng chủ động loại bỏ các loại ống hút nhựa đính kèm cùng các sản phẩm hàng nhãn riêng. Đồng thời yêu cầu các gian hàng thuê mặt bằng trong khu tự doanh hạn chế tối đa sử dụng ống hút nhựa. Hệ thống sẽ thay kinh doanh ống hút nhựa bằng ống hút giấy, ống hút gạo thân thiện với môi trường. Ngoài ra, siêu thị cũng sẽ cung cấp các ống hút bằng inox, thép an toàn, thủy tinh dành cho cá nhân, có thể sử dụng nhiều lần. Trước đó, nhiều siêu thị trên cả nước đã đồng loạt triển khai việc bao gói rau củ bằng lá chuối thay cho màng bọc ni lông để giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục đến với phần tiếp theo, Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút để điểm qua những nội dung chính ngay sau đây. EU đồng ý gia hạn Brexit đến 31 tháng 10 sau nhiều giờ tranh luận. Nga thả đội quân cá voi sát thủ do bị chỉ trích dữ dội. Minh Vi chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin cuối tuần FPC 24/7. Xin mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên thế giới ngay sau đây. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã nhất trí lùi thời hạn rời khỏi Brexit của Anh đến ngày 31 tháng 10. Đây là lần thứ hai EU đồng ý gia hạn ngày Anh rời khỏi Liên minh 28 nước, còn gọi là Brexit, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong trường hợp Brexit cứng. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ được Anh chấp thuận. Trước đó, trong cuộc họp tại Brussels, ban đầu hầu hết các nhà lãnh đạo EU đều ủng hộ kế hoạch gia hạn Brexit một năm. Tuy nhiên, khi các cuộc tranh luận kéo dài đến tối khuya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo một số quốc gia khác như Bỉ, Áo, v.v. đã đề nghị rút ngắn thời hạn trên, kèm theo yêu cầu phải nhận được cam kết chắc chắn từ London về việc sẽ không can thiệp vào công việc của EU trong thời gian ở lại. Sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng các bên nhất trí chọn mốc 31 tháng 10 làm ngày ra đi của nước Anh. Chính phủ Nga đã ký thỏa thuận với một nhóm nhà khoa học để thả khoảng 100 con cá voi bị giam cầm để bán cho Trung Quốc sau khi hành động này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội. Theo hãng tin Reuters, thị trưởng khu vực Rimsky, Liên bang Nga cho biết, kế
Các quan chức đã quyết định thả tự do cho gần 100 con cá voi bị nuôi nhốt ở vùng Viễn Đông nước này. Hồi năm ngoái, sau khi những bức hình về 11 con cá voi sát thủ và 87 con cá voi Beluga bị nhốt trong điều kiện chật chội tại thị trấn Nakoda gần biển Nhật Bản được công bố, cộng đồng quốc tế đã phản ứng dữ dội. Những con vật này bị một công ty đánh bắt và lên kế hoạch bán sang Trung Quốc, nơi chúng sẽ tiếp tục bị nuôi nhốt trong các công viên hải dương. Tuy nhiên, khi số phận của chúng chừng đã ăn bày, Kremlin can thiệp và ra lệnh cho các cơ quan chức năng tìm cách thả những con vật này về với tự nhiên. Tuần qua, Ấn Độ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử. Đương kim Thủ tướng Narendra Modi đang phải rất nỗ lực để có thể tiếp tục lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2 ở quốc gia có 900 triệu cử tri. Ông Modi đang muốn lấy phiếu của cử tri để được tiếp tục lãnh đạo đất nước bằng cách tận dụng sức hút của ngành công nghiệp sản xuất phim Bollywood, vốn rất phổ biến ở nước này. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Modi, 68 tuổi, vẫn là chính trị gia được yêu thích. Ông Modi nhận được sự ủng hộ của lực lượng cử tri trẻ và yêu thích mạng xã hội. Nhưng ông phải đối mặt với một thách thức không nhỏ, từ không chỉ một mà hai hậu duệ của triều đại Nehru Gandhi đang tận dụng điểm yếu của ông trong lĩnh vực công ăn việc làm và giảm nghèo nông thôn. Vì Ấn Độ có diện tích quá rộng lớn, cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra trong 7 giai đoạn, từ các vùng trồng chè ở Darjeeling đến các khu ổ chuột ở Mumbai, rồi các đảo nhiệt đới Andaman và nhiều khu vực khác nằm xen kẽ. Hàng ngàn đảng chính trị và ứng viên sẽ chạy đua giành phiếu bầu từ nay đến ngày 19 tháng 5 tại 543 khu vực bầu cử trên khắp đất nước 1,3 tỷ dân. Kết quả dự kiến sẽ phải đợi đến ngày 23 tháng 5. Chuyển sang những thông tin khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra dự thảo áp thuế đối với các dòng máy bay chở khách, nhiều loại phô mai, rượu vang, trang phục trực tuyết và một số loại mô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Đây được cho là động thái nhằm đáp lại các biện pháp bảo hộ của EU đối với hãng Airbus, đối thủ của nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing. Trong thông cáo đưa ra danh sách các mặt hàng đánh thuế dự kiến trên vào tối thứ Hai ngày 8 tháng 4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ dẫn thông tin từ Tổ chức Thương mại Thế giới nói rằng những biện pháp bảo hộ dành cho Airbus của EU liên tục gây ra những tác động bất lợi cho Mỹ. Mức thuế quan áp lên khoảng 11 tỷ đô la Mỹ hàng nhập từ EU sẽ được áp dụng sau khi WTO đưa ra phán quyết cuối cùng về các biện pháp bảo hộ của EU vào mùa hè này. Động thái của Mỹ được đưa ra ngay khi các nước thành viên EU bước vào giai đoạn thảo luận cuối cùng về các điều khoản để ủy thác cho Ủy ban châu Âu bắt đầu các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về thuế quan áp lên hàng hóa công nghiệp. Động thái trên có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán trên khi mà một số nước EU dẫn đầu là Pháp vốn hoài nghi về giá trị của các thỏa thuận mà EU đồng ý vào tháng 7 năm ngoái nhằm tránh thuế quan Mỹ do áp lên ô tô nhập khẩu từ liên minh này. Nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing đang cố gắng chống chọi với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử khi số lượng đơn hàng trong quý 1 năm 2019 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái do hai vụ tai nạn thảm khốc làm chấn động thế giới gần đây. Với dòng máy bay 737 MAX thì hãng sản xuất máy bay của Mỹ không nhận được bất cứ đơn đặt hàng nào sau hai vụ tai nạn, khiến hàng loạt các hãng hàng không trên thế giới quyết định dừng bay đối với loại máy bay vốn được xem là sản phẩm bán chạy nhất. Khách hàng của hãng tỏ ra quan ngại sau khi hai vụ tai nạn xảy ra trên cùng loại máy bay này, làm thiệt mạng tổng cộng là 346 người. Hiện tại thì chưa có thông tin liệu các nước sẽ cho phép dòng máy bay này cất cánh trở lại hay không. Đầu tuần này thì nhiều cổ đông của Boeing đã nộp đơn kiện vì đã để xảy ra sự cố trên. Hiện tại thì vốn hóa thị trường của hãng đã bốc hơi hơn 34 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm một vụ việc liên quan đến phương tiện hàng không, phát ngôn viên quân đội Nhật Bản trong tuần qua xác nhận họ đã tìm thấy mảnh vỡ của chiến đấu cơ tàng hình F-35 được mệnh danh là tia chớp do Mỹ sản xuất ở Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản cho biết, phi công lái máy bay gặp nạn hiện nay vẫn chưa được tìm thấy. Chiếc F-35 một chỗ tiên tiến biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay cách căn cứ không quân tỉnh Aomori khoảng 130 km về phía đông lúc 19 giờ 27 phút ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương. Nhật Bản triển khai phi đội F-35 đầu tiên tại căn cứ không quân Misawa. Tokyo cũng đang lên kế hoạch mua 87 chiến đấu cơ tàng hình này để hiện đại hóa hệ thống phòng không trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Mỗi chiếc F-35 có giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ, cao hơn một chút so với chi phí mua máy bay lắp ráp hoàn chỉnh. Thưa quý vị, một niềm vui lớn đã quay lại Venezuela khi điện nước đã trở lại bình thường trên toàn lãnh thổ quốc gia này, giải quyết tình trạng căng thẳng kéo dài trong nhiều tuần qua sau cuộc khủng hoảng điện lịch sử. Chính phủ Venezuela cho hay sự cố mất điện đã được khắc phục gần như 100%. Ngoài ra, nước sạch cũng đã có trở lại. Giới quan sát cho rằng việc khôi phục lại hệ thống điện nước trên toàn lãnh thổ Venezuela là chiến thắng vang dội của Tổng thống Maduro trước phe đối lập do Tổng thống tự phong Juan Guaido cầm đầu. Sóng gió đối với chính quyền Venezuela đã tạm qua đi, tuy nhiên Tổng thống Maduro vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là việc điều tra Tổng thống tự phong Juan Guaido sau khi chính phủ Venezuela cáo buộc ông này có dính líu đến vụ phá hoại hệ thống điện.
đã từ lâu Nhật Bản được biết đến là quốc gia có số lượng người tự tử cao của thế giới. Và trước tình trạng ngày càng có nhiều người tự tử ở Nhật Bản, một tổng đài tư vấn đã được thành lập. Tổng đài này đã có thể kéo giảm 40% số ca tự tử tính từ năm đỉnh điểm 2003. Akita, tổng đài tư vấn được thành lập với mục tiêu duy nhất đó là cứu sống những người có ý định từ bỏ cuộc sống của chính mình. Những tình nguyện viên đến đây chỉ làm một việc duy nhất là lắng nghe, một hành động mà các chuyên gia tâm lý cho rằng có thể tạo ra sức mạnh để cứu sống người khác. Năm 2003, Nhật Bản đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vì số người tự tử đạt đỉnh điểm lên đến 34.000 người, làm rúng động cả thế giới và các nhà làm luật ở xứ sở mặt trời mọc. Hiện tại, số ca tự tử ở nước này giảm 40% nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của các tình nguyện viên. Bà Taeko Watanabe cho biết lẽ ra con trai của bà nên sử dụng dịch vụ này. 10 năm trước, con trai của bà đột nhiên mất tích. Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của anh ở cạnh một con kênh. Nó được mang đến bệnh viện cho pháp y kiểm tra. Tôi đã phải khóc rất nhiều. Bây giờ, bà Taeko là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình của tổng đài. Bà Sumiko, 73 tuổi, cho biết bà đã không còn thấy cuộc sống còn ý nghĩa nữa cho đến khi bà gặp một tình nguyện viên của tổng đài này. Họ đã có thể thuyết phục tôi từ bỏ ý định tự tử. Sau khi nói chuyện với họ, tôi không còn ý định tự tử nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Có lúc tỷ lệ tự tử ở Nhật cao gấp 3 lần so với Mỹ. Kể từ khi có dịch vụ trên, tỷ lệ tự tử giảm từ 27 ca trên 100.000 dân xuống còn 16 ca trên 100.000 dân. Thưa quý vị, Hàn Quốc trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai rộng rãi mạng di động 5G khi ba nhà mạng của nước này đã chính thức triển khai mạng 5G trên thiết bị di động của Samsung vào cuối tuần qua. Một trong những nhà mạng lớn của Hàn Quốc là LG Uplus vừa chính thức hợp tác với hãng Huawei của Trung Quốc triển khai 10.000 điểm phát sóng mạng 5G. Dịch vụ này cũng sẽ được nhân rộng ở các thành phố bên ngoài Seoul. Đến cuối năm nay, thì nước này dự kiến sẽ triển khai 5G trên 85 thành phố. Phát triển mạng 5G là một phần trong chiến lược của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm đưa nền kinh tế khỏi tình trạng tăng trưởng ì ạch hiện nay và thúc đẩy sáng tạo trong những lĩnh vực từ thành phố thông minh đến xe không người lái. Hàn Quốc đến nay vẫn chưa đưa ra hạn chế nào đối với thiết bị 5G của Huawei, bất chấp những cáo buộc gián điệp mà Mỹ nhằm vào công ty Trung Quốc này. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán. Chứng khoán châu Á liên tục biến động trong tuần, thị trường thiếu thông tin tích cực để hỗ trợ cho các cổ phiếu Blue Chips. Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần. Tuy vậy, điểm sáng là thuộc về nhóm ngành dầu khí khi giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua. Các chỉ số lấy lại sắc xanh vào phiên ngày thứ ba, nhóm ngành năng lượng tiếp tục là tâm điểm trên thị trường với những bất ổn địa chính trị, khiến cho nguồn cung dầu thế giới có sự sụt giảm. Thị trường trở lại trạng thái trái chiều trong phiên ngày thứ tư. Nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về việc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3,3%, thấp hơn mức 3,5% của dự báo trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bất ổn về quan hệ thương mại giữa các quốc gia có thể tác động tiêu cực đến lợi nhuận các doanh nghiệp và qua đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Và những phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc. Nhiều chuyên gia dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc năm nay sẽ đạt 2,1%, đồng thời rủi ro lạm phát tiêu dùng có thể tăng lên trong thời gian tới. Chứng khoán châu Âu có tuần giao dịch khá giằng co, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU làm dấy lên lo ngại đối với các nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu đồng loạt mất điểm trong phiên đầu tuần. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Cổ phiếu của Commerzbank giảm gần 3% sau thông tin vẫn đang trong quá trình thương lượng việc sáp nhập với ngân hàng Deutsche Bank. Bên cạnh đó, thì các nhà làm luật cũng cho biết sẽ thắt chặt quy định đối với thương vụ này, bao gồm cả kế hoạch cắt giảm nhân sự. Theo một số liệu gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 tại Đức đều sụt giảm so với tháng trước. Hiện tại, thì Thủ tướng Anh Theresa May vẫn chưa tìm được một thỏa thuận cho quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu EU của nước Anh. Các chỉ số tiếp tục sụt giảm trong phiên ngày thứ ba. Căng thẳng thương mại trở lại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã khiến cho nhà đầu tư trở nên lo ngại hơn. Bước vào những phiên cuối tuần, thị trường diễn biến trái chiều. Nhà đầu tư đón nhận những thông tin về các việc nhà lãnh đạo EU đã đồng ý gia hạn quá trình Brexit thêm 6 tháng nữa, tức là đến ngày 31 tháng 10 tới. Chứng khoán Forward diễn biến trái chiều trong tuần qua, một báo cáo kinh doanh quý 1 đang là tâm điểm trên thị trường. Chứng khoán Forward giảm điểm ngay trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư đang hướng đến mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia nhận định thị trường vốn vẫn trong xu thế tăng, tuy đang đứng trước tình trạng quá mua. Quý 1 vừa qua thì chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh nhất trong hơn 20 năm qua nhờ sự dẫn dắt của các nhóm ngành gồm có công nghệ, tiêu dùng và nông nghiệp. Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường vào phiên ngày thứ ba, chỉ số Dow Jones mất hơn 190 điểm trước sự lao dốc của cổ phiếu Boeing. Theo dự báo các chuyên gia phố Wall, và lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp có thể sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Ở những phiên cuối tuần, thị trường liên tục giằng co trước sự thận trọng của nhà đầu tư trong mùa báo cáo kinh doanh hiện tại. Theo biên bản họp mới công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cơ quan này nhiều khả năng sẽ không nâng lãi suất trong năm nay, nhưng vẫn đi ngỏ việc thắt chặt chính sách tiền tệ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế cải thiện. Thưa quý vị, khép lại những thông tin nổi bật trên thế giới, bây giờ Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin cuối tuần FBNC 24/7 kỳ này. Quảng Bình phát hiện những bí ẩn mới trong hang Sơn Đòn.
lần đầu tiên lễ giỗ tổ Hùng Vương tổ chức tại Udon Thani, Thái Lan. Mình Phi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin cuối tuần FBC 24/7. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, chuyến thám hiểm của chuyên gia lặn hang động hàng đầu thế giới mới đây đã mở ra một trang mới về hệ thống hang động ngầm nằm sâu hơn mực nước biển ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là thông tin được công bố trong cuộc họp báo quốc tế do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ Ngoại giao tổ chức mới đây tại Hà Nội. Trong 3 tháng vừa qua, các nhà thám hiểm của chuyên gia Hoàng Gia Anh cùng 3 thành viên từng giải cứu đội bóng nhí tại hang Thầm Luông, Chandrai, Thái Lan năm 2018 để thực hiện cuộc chinh phục hang động ngầm nối hang Thùng với hang Sơn Đòn. Các chuyên gia đã phát hiện ra một hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu 60m. Càng sâu, hệ thống hang ngầm càng mở rộng ra. Với phát hiện này, hang Sơn Đòn lại trở thành điều bí ẩn đối với các chuyên gia hang động và các nhà khoa học. Độ sâu của hang Sơn Đòn đã tăng hơn 500m tính từ cửa hang cho đến đoạn cuối cùng chưa được khám phá hết. Tôi đã lặn nhiều nơi. Thực sự hang Sơn Đòn là độc đáo nhất. Tại Sơn Đòn rất khó đoán. Có thể sâu hơn 100m. Tôi vẫn không tưởng tượng được điều gì đó dưới lòng sông ngầm trong hang động này. Cũng theo nhận định của các chuyên gia lặn hang động, hệ thống hang động đá vôi tại Phong Nha - Kẻ Bàng được chia thành 3 tầng: hang khô, hang nước có dòng chảy và hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu trên 90m. Với những điều mới được phát hiện này, Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn là điều bí ẩn dành cho các nhà thám hiểm khám phá trong thời gian tới. Liên quan đến vụ đảo cát rộng 15 hecta hình thành trong 5 năm qua nổi giữa biển Cửa Đại, Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa thị sát đảo cát này và yêu cầu các công ty lữ hành không đưa du khách lên đảo cát. Sau khi khảo sát đảo cát rộng 15 hecta nổi giữa biển Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức cắm biển báo cấm người dân lên khu vực đảo cát, thông báo cho các đơn vị lữ hành, các phương tiện tàu thuyền không đưa khách lên đảo để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ người và phương tiện đến đảo cát, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải làm việc với Cục Đường thủy Nội địa, cắm lại phao, cắm mốc cảnh báo, ổn định luồng tàu để tàu thuyền qua lại khu vực này đảm bảo an toàn. Hòn Yến nằm trên vùng biển thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào tháng 4 năm 2018. Đây cũng là điểm du lịch dã ngoại lý tưởng của du khách để ngắm nhìn các rạn san hô với nhiều màu sắc. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức và thiếu sự quản lý bảo vệ đã khiến cho các rạn san hô này đang bị du khách vô ý giẫm đạp hoặc cố tình xâm hại. Khi thủy triều xuống thấp, xung quanh Hòn Yến nổi lên những rạn san hô đầy màu sắc. Từ khi được công nhận là danh thắng quốc gia, Hòn Yến ngày càng được nhiều du khách biết đến và lựa chọn làm nơi tham quan du lịch. Rất nhiều người mong đợi được đến đây, được ngắm nhìn những rạn san hô và đắm chìm trong hệ sinh thái biển vô cùng phong phú và đặc sắc của rạn. Thế nhưng nhiều người khi tham gia đã dẫm đạp lên các rạn san hô, khí san hô bị chết hoặc biến dạng. Đây là thực trạng rất đáng báo động, nếu không có các biện pháp bảo vệ kịp thời, những rạn san hô này sẽ bị hủy hoại và không còn khả năng tái sinh. Trong cái kế hoạch này, thì chúng tôi cũng tiếp tục đề nghị Ủy ban tỉnh cũng như phối hợp một số ngành chức năng cũng như Ủy ban dân huyện Tuy An tăng cường công tác quản lý ở cái rạn san hô này, làm sao mà bảo vệ được, không cho du khách giẫm đạp lên rạn san hô Yến, và đồng thời cũng đang nghiên cứu là kêu gọi một số cái đối tác ở nước ngoài, một số cái tổ chức có thể người ta giúp hỗ trợ cho mình về việc bảo tồn cái rạn san hô Yến để phát triển theo cái hướng bình thường nhất. Gần đây, du khách đến với Hòn Yến để ngắm san hô rất đông. Có nguy cơ nếu không có sự bảo tồn tốt thì rạn san hô có thể bị phá vỡ và hủy hoại rất nhanh. Trong kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề nghị với Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, nhắc nhở du khách không dẫm đạp lên rạn san hô. Đồng thời cũng nghiên cứu, kêu gọi một số đối tác ở nước ngoài giúp hỗ trợ bảo tồn rạn san hô Hòn Yến để phát triển theo hướng bền vững nhất. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc bổ sung các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại khu vực bờ sông Hàn nhằm góp phần giới thiệu quảng bá những nét văn hóa truyền thống dân tộc đặc sắc tới đông đảo du khách. Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát dân ca ba miền, viết thư pháp, đồng thời bố trí các quầy hàng lưu niệm như mặt nạ tuồng, các sản phẩm của làng đá mỹ nghệ non nước, non lá, hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, tranh nghệ thuật tại khu vực bờ sông Hàn phía đông cầu Rồng. Các hoạt động này sẽ diễn ra từ 18 giờ đến 22 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần để phục vụ người dân và du khách. Trong khi đó thì hoạt động biểu diễn hô hát bài chòi vẫn sẽ được duy trì vào các buổi tối cuối tuần tại cùng địa điểm.
Du lịch trong các dịp nghỉ lễ đã dần trở thành thói quen của người dân các thành phố lớn những năm trở lại đây. Năm nay với hai đợt nghỉ lễ gần nhau là dịp Dỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày và 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, nhu cầu đi du lịch đã tăng trên 20% so với năm ngoái. Ghi nhận thực tế tại nhiều đơn vị lữ hành, vào dịp nghỉ lễ sắp tới, các chùm tour ngắn ngày với lịch trình từ 3 tới 5 ngày thu hút đông khách đăng ký. Với các hành trình nội địa, du khách thường lựa chọn tour du lịch biển đảo, du lịch các địa điểm mới nổi. Đây cũng là thời gian thuận lợi dành cho du khách, vì nhiều địa phương tập trung tổ chức sự kiện, lễ hội chào đón mùa hè như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long. Tôi thì năm nào cũng đi du lịch, mùa hè thì đi xa, còn lại những cái dịp nghỉ lễ thì cũng cùng gia đình đi những cái cảnh đẹp của đất nước để khám phá thêm. Theo đánh giá của các đơn vị du lịch, do thời gian nghỉ lễ kéo dài lại cận với mùa hè, nên lượng khách tour năm nay tăng trên 20% so với năm trước. Tuy nhiên, giá tour bán ra lại không chênh lệch nhiều so với ngày thường. Tính đến thời điểm này, hầu hết các tour du lịch trong nước đều đã kín chỗ. Các đơn vị lữ hành cũng chỉ nhận các tour nước ngoài gần, miễn phí visa. Ở Tây Nguyên mình cũng bây giờ cũng rất là chú trọng về làm du lịch và hạ tầng cũng rất là tốt. Thì công ty cũng đưa ra những cái sản phẩm đấy cho khách hàng tham khảo, không những đi biển, có thể chúng ta đi những vùng đồi núi của chúng ta, phong cảnh cũng rất là đẹp. Đó thì những cái đấy là công ty đang chú trọng trong cái đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này cũng như cái Dỗ Tổ Hùng Vương này. Giá đi nước ngoài nhất là châu Á thì giá tương đối tốt, tương đối giảm, thế cho nên là khách cũng có nhiều lựa chọn. Ví dụ như là Trung Quốc có thêm một số sản phẩm. Ví dụ như là Đài Loan thì giá vẫn giữ được rất rẻ, Hàn Quốc nếu không có thời điểm thì giá cũng rất là tốt. Với các điểm du lịch trong nước vào các đợt nghỉ lễ thường xảy ra tình trạng quá tải, do đó Tổng cục Du lịch khuyến cáo du khách không đi theo tour, chủ động tìm kiếm thông tin, đặt trước các dịch vụ ăn nghỉ để tránh bị nâng giá, ép giá. Đối với là các cơ sở lưu trú thì chúng tôi cũng yêu cầu là chấn chỉnh lại toàn bộ những cái hoạt động của các cơ sở lưu trú, rồi là sắp xếp thuận lợi cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ và không là có cái tăng giá vé. Và cái giá phòng nghỉ để rồi là từ đó là đảm bảo cái yêu cầu phục vụ chất lượng cho khách du lịch. Đối với các doanh nghiệp lữ hành thì chúng tôi cũng là yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức tour tuyến làm sao cho nó khoa học. Bên cạnh đó, mỗi du khách cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh tại các điểm du lịch để có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ. Thưa quý vị, dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu đã được Hội Liên Lạc với Người Việt ở nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và đông đảo kiều bào tại nhiều quốc gia phối hợp tổ chức. Ngày 8 tháng 4, lễ Dỗ Tổ Hùng Vương đã chính thức được tổ chức tại Thái Lan. Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã đại diện ban vận động dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu trao tặng tượng Vua Hùng cho Hội Người Việt tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Chùa Khánh An tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, từ rất sớm đông đảo bà con người Việt sinh sống tại đây đã có mặt để tham dự lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó có anh Bi Bayon. Mẹ tôi là người Việt, tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Mẹ đã nói với tôi về lễ Dỗ Tổ và chắc chắn rồi, tôi cũng tham gia. Tôi được gặp rất nhiều người Việt đến đây và những người bạn đến từ Việt Nam. Chương trình đã giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Việt Nam rất nhiều. Đây là lần đầu tiên những người Việt sinh sống tại Thái Lan được tham dự lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngay tại nước sở tại. Được tự tay sắp xếp lễ vật, thắp nén hương tưởng nhớ công ơn của Vua Hùng. Lần đầu tiên tôi được vào dự cái Dỗ Tổ Hùng Vương đấy của nước Việt Nam. Cái này là cái sự được vinh dự và được cảm thấy rằng được về nghĩ tới cái cội nguồn của đất nước Việt Nam của mình. Dân tộc có nhiều cái lịch sử mà mình phải chia sẻ và tìm hỏi nó nhiều. Dỗ Tổ Hùng Vương không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn một phong tục truyền thống Việt Nam, mà còn tạo chiếc cầu nối quảng bá văn hóa truyền thống đến những người dân sở tại. Đại diện Hội Người Việt tại Udon Thani cho biết, họ sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Liên Lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan để tổ chức chương trình một cách thường niên. Ban chấp hành cũng vui mừng lắm, vui mừng và được làm Dỗ Tổ Hùng Vương đầu tiên ở Thái Lan. Thì là chúng tôi bàn bạc ra và làm thế nào cho tốt nhất, vì là có Vua Hùng Vương thì có nước Việt Nam mới có chúng ta ngày hôm nay. Đông đảo bà con người Việt tại Thái Lan và một số kiều bào đến từ Lào, Malaysia, Singapore, Canada, Séc cùng đoàn đại biểu Hội Liên Lạc với Người Việt ở nước ngoài đã thăm khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani. Trong tháng 4 thì chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu sẽ tiếp tục được tổ chức tại Nhật Bản, Canada và nhiều quốc gia khác.
Chuyển sang những thông tin khác, những năm gần đây hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong việc kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện cho các start-up. Dù mới ở giai đoạn khởi đầu nhưng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố đã bắt đầu cho quả ngọt. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về bức tranh khởi nghiệp của thành phố trong năm qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì phong trào khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm vừa qua thì được nhiều chuyên gia đánh giá là đã đi vào thực chất hơn. Thì nhìn nhận đánh giá của ông như thế nào về cái thực trạng của khởi nghiệp của thành phố trong năm vừa qua? Thì chúng tôi đánh giá thứ nhất là về cái hạ tầng để cho cái hệ sinh thái nó phát triển tương đối là tốt. Hiện nay chúng tôi đã liên kết được khoảng 24 các cái cơ sở ươm tạo. Như vậy thì cái số lượng mà các cơ sở ươm tạo ngày càng phát triển, kể cả trong các trường đại học trường công, kể cả trường học thuộc tư nhân. Cái thứ hai nữa là cái số các cái hoạt động sự kiện của cái cộng đồng khởi nghiệp đó, tức là chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện vân vân thì cũng tổ chức rất nhiều. Thì cái đó cũng nâng cao được cái năng lực cho các cái bạn khởi nghiệp. Cái điểm nữa là cái số lượng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì ngày càng tăng. Hiện nay chúng tôi đã hỗ trợ được khoảng 1.600 các cái dự án với các cái hoạt động khác nhau để giúp cho họ hoàn thiện cái sản phẩm của mình. Và trong cái chương trình Speed Up thì hiện nay chưa có tổng kết lại vì nó mới cũng triển khai hơn 1 năm thôi. Nhưng mà có một số startup là đã tiếp cận được với lại quỹ đầu tư ngoại sau khi thậm chí là được đem ra nước ngoài để mà gọi vốn. Thì cũng được cái sự đánh giá cao của cái cộng đồng đầu tư mạo hiểm của nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ là bước đầu như thế là cũng hiệu quả với một cái sự hỗ trợ cũng khiêm tốn từ phía nhà nước. Tuy nhiên về phía các startup thì ông đánh giá như thế nào về cái nhận thức cũng như là cái sự chuẩn bị của họ đối với các hỗ trợ này? Qua cái 3 năm hỗ trợ cho cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nhận thấy là cái tinh thần khởi nghiệp trong các cái bạn trẻ thì nó ngày càng nó lan sâu hơn và rất nhiều bạn là có tâm huyết và có một cái khát khao để mà suy nghĩ ra những cái giải pháp, những cái sản phẩm mới để mà có thể khởi nghiệp. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt. Tuy nhiên tất nhiên là bên cạnh đó là mình có một số các cái hạn chế, tức là mình có thể có nhiều ý tưởng nhưng mà làm sao chọn được cái ý tưởng nào mà nó thiết thực nhất và có cái khả năng thành công cao nhất, nó đáp ứng được cái thị trường hoặc là giải quyết được cái vấn đề cụ thể xã hội. Cái thứ hai cần phải rèn luyện nữa là các cái kiến thức về khởi nghiệp. Tại vì cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay nó có hẳn một cái giáo trình, cái cách thức như thế nào, cách thức lựa chọn ý tưởng, cách thức mà phát họa ra cái sản phẩm tương lai của mình như thế nào, tiếp cận các khách hàng từ trước khi mình làm cái sản phẩm rồi để mà mình có thể có một cái nhìn rõ hơn là cái sản phẩm sắp tới là nên như thế nào mà khách hàng chắc chắn là họ sẽ thích. Một cái điểm nữa cần phải hoàn thiện tức là cái khả năng ngoại ngữ. Bởi vì hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là đang có các cái hướng là hỗ trợ các startup là hợp tác với nước ngoài, quốc tế, cộng đồng khởi nghiệp ở ngoài hoặc là kết nối với chuyên gia nước ngoài để hỗ trợ cho các startup của mình, thậm chí là đưa startup của mình ra nước ngoài ươm tạo để mà có thể tiếp cận với thị trường. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là các đối tác nước ngoài người ta đặt ra là cái ông team này nó phải nói được tiếng Anh tương đối là tốt để có thể trao đổi về vấn đề công nghệ và thị trường. Nhưng mà thế này là chính là cái hạn chế lớn của các startup Việt Nam. Thưa ông, là hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay thì được đánh giá là ở trong cái giai đoạn sơ khai. Vậy thì trong cái chiến lược phát triển của dài hạn về cái khởi nghiệp ở thành phố thì thành phố có đặt ra những mục tiêu cụ thể như thế nào không? Hiện nay nó thì theo cái sự đánh giá của một số tổ chức ở nước ngoài khảo sát về cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh hay là Việt Nam nói chung thì họ vẫn đánh giá mình đang ở cái mức sơ khai. Cho nên cái mục tiêu ban đầu của chúng tôi hiện nay tức là đang cố gắng là làm sao để phát triển được cái hạ tầng cho cái hệ sinh thái tương đối nó ngày càng hoàn chỉnh hơn. Cụ thể ở đây tức là chúng tôi thiết kế những chính sách để hỗ trợ cho các cái trường đại học. Tại vì theo kinh nghiệm của một số nước, các startup công nghệ thì sau 5 năm mà thành công có thể tồn tại được thì 80% là đều gắn với các cái thành quả nghiên cứu từ các trường đại học. Tất nhiên bên cạnh đó thì vẫn có những chính sách để hỗ trợ cho những cái hoạt động mà khởi nghiệp hiện nay đang hiện hữu thì vẫn đang tiếp tục. Và chính sách chúng tôi thì cũng không chỉ có dành cho các trường đại học mà kể cả khu vực tư nhân cũng rất là khuyến khích trong cái hợp tác công tư, nhà nước hỗ trợ một phần để cho các cái hoạt động của cái cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực tư nhân cũng phát triển. Nói gần hơn về cái năm 2019 này thì cụ thể thì có những cái chương trình, những cái hoạt động như thế nào sẽ được sở triển khai để mà gọi là tiếp tục hỗ trợ cái hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn?
Riêng trong cái lĩnh vực hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thì chúng tôi có thiết kế 4 cái gói để hỗ trợ cho cộng đồng. Gói thứ nhất là để hỗ trợ để huấn luyện nâng cao cái năng lực của cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái gói thứ hai là hỗ trợ để kết nối, tức là các cái sự kiện hoạt động của cái cộng đồng. Bởi vì chúng tôi kêu gọi là sự tham gia này là từ tất cả mọi thành viên của cộng đồng, có thể đến từ trường đại học, có thể đến từ một cái khu vực tư nhân là đấy. Họ có muốn tổ chức những cái sự kiện để kết nối thì chúng tôi đều có hỗ trợ phần kinh phí để cho họ thực hiện. Cái gói thứ ba là cái gói hỗ trợ ươm tạo, như đã nói nãy, tức là ươm tạo tức là đặt ra những cái vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực cần phải giải quyết đó, và các cái vườn ươm, các cái tổ chức hỗ trợ đó họ có thể tuyển chọn các cái ý tưởng để qua đó thì giúp cho họ ươm tạo giai đoạn ban đầu để có hoàn thành được một cái sản phẩm đầu tiên, cũng như là các cái dự án, cái mô hình kinh doanh của họ sắp tới. Đó thì cái đó là cái gói thứ ba. Và gói thứ tư là chương trình Speed Up, như đã biết, là giúp để cho có thể tăng tốc, hoàn thiện tốt nhất cái sản phẩm của mình và tiếp cận với khách hàng. Đó, thì qua đó thì họ mới có cái bàn đạp để có thể tiếp cận với lại các cái quỹ đầu tư mới. Thì đó là 4 cái gói mà chúng tôi công bố trong năm nay. Cảm ơn về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Liên tục với bản tin cuối tuần FPNC 24/7 kỳ này, Minh Vi xin mời quý vị đến với những nội dung ngay sau đây. Cuộc sống thông minh, vai trò quan trọng của magnesium trong trị liệu ung thư. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với bản tin cuối tuần FPNC 24/7. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục Cuộc sống thông minh. Thưa quý vị, dinh dưỡng trong trị liệu ung thư là điều hết sức quan trọng, thậm chí đóng vai trò quyết định trong quá trình bình phục, đặc biệt là trong và sau hóa trị xạ trị. Để biết thêm nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cuộc sống thông minh kỳ này. Tôi xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây chuyên mục Cuộc sống thông minh, và trong chuỗi chủ đề vai trò của khoáng magie trong phòng bệnh và trị liệu thì chúng tôi sẽ trò chuyện với vị khách mời ngay sau đây được nội dung hết sức quan trọng, đó là khoáng magie có thể giúp thải độc tố trong bệnh nhân bị ung thư. Và chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ dinh dưỡng Darren Starkey đến từ công ty Trace Mineral Research. Cảm ơn tiến sĩ Starkey đã quay trở lại với chương trình và tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho khán giả xem đài. Chúng ta biết rằng magnesium có khả năng giúp thải độc tố cho các bệnh nhân ung thư. Như vậy thì nó hoạt động như thế nào, thưa ông? Như chúng ta đã biết thì xạ trị, hóa trị sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể. Phương pháp này sẽ giết chết tế bào ung thư và ngẫu nhiên có tế bào khỏe mạnh. Tác dụng phụ của một số thuốc điều trị ung thư là nguyên nhân làm mất đến 90% hàm lượng magnesium có trong cơ thể. Điều quan trọng là phải thiết lập hàm lượng magnesium để giảm mức độ tổn thương trên thận do thuốc gây ra. Magnesium giúp ổn định màng tế bào, bảo vệ tế bào khỏi các kim loại nặng như thủy ngân và chì. Tế bào sẽ chết khi không có đủ magnesium, và trong lúc này rất cần magnesium dạng ion vì hệ tiêu hóa chưa hoàn toàn bình thường. Cơ thể chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các đợt hóa trị liệu. Ionic magnesium dễ dàng hấp thu vì nó không cần tan rã. Hơn nữa, một số hóa trị liệu và nhiều thuốc giảm đau khác có thể gây táo bón. Magnesium là chất nhuận tràng tự nhiên với hàm lượng vừa đủ. Đa số chúng ta không chú ý đến tầm quan trọng của magnesium khi chữa trị ung thư và chỉ tập trung vào việc uống thuốc. Tế bào mạnh khỏe cũng bị giết chết trong quá trình xạ trị hóa trị, và một phần không có đủ magnesium để tái tạo lại tế bào mới. Tôi nghĩ khi chúng ta thực sự quan tâm về sức khỏe, chúng ta nên bắt đầu từ dinh dưỡng. Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi nguyên nhân của vô số bệnh tật ngày nay là do đâu chưa? Các nhà khoa học và dinh dưỡng học đã cho rằng đơn giản là do sự mất cân bằng axit và kiềm. Chúng ta ít chú ý đến việc cân bằng pH. Đa số chúng ta không chủ động phòng bệnh. Điều này không chỉ ở riêng Việt Nam hay Mỹ. Chế độ ăn không cân bằng do tiêu thụ nhiều loại thực phẩm tạo ra axit như protein động vật, đường, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, thuốc lá và thiếu hoạt động hay hoạt động quá sức đều gây nên tình trạng nhiễm axit. Nếu kéo dài sẽ trở thành nghiêm trọng, khiến cơ thể bị bệnh do thiếu kiềm. Và nếu cơ thể không ở độ kiềm nhẹ thì không thể tự lành bệnh. Tình trạng axit hóa sẽ làm giảm khả năng hấp thu khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, khiến tế bào giảm khả năng tự sửa chữa, cơ thể giảm khả năng sửa chữa các tế bào ung thư, giảm khả năng thải kim loại nặng, tạo điều kiện tế bào khối u phát triển mạnh lúc mà ADN và ARN thay đổi trong cơ thể.
để làm kiềm hóa máu đang bị nhiễm axit cơ thể phải lấy khoáng từ các nguồn có sẵn trong cơ thể. Mỗi tế bào trong cơ thể đều cần magnesium để thực hiện chức năng của nó. Ionic magnesium của Trace Minerals là khoáng vi chất hoàn toàn thiên nhiên giúp cân bằng pH hiệu quả. Đối với tôi, uống đủ nước và cân bằng độ pH là nền tảng để cơ thể thải độc tố, nguyên tắc cơ bản trong dinh dưỡng và cần được bổ sung từ sớm. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta phải thiết lập lại. Vâng, nó rất là quan trọng. Bây giờ một số bệnh ung thư đã có thể chữa được, nhưng bệnh nhân nên hiểu hơn về các chất dinh dưỡng mà mình cần bổ sung trong lúc điều trị nhằm giúp họ vượt qua thời kỳ khó khăn này. Đây cũng chính là lúc họ phải sử dụng rất nhiều thuốc. Như vậy, nếu như họ bổ sung thêm ionic magnesium thì sẽ có tác dụng phụ gì không, thưa tiến sĩ? Câu hỏi của bạn rất hay. Tôi chưa từng nghe có nhà ung thư học nào khuyên bệnh nhân của họ ngừng ăn các loại thực phẩm nhóm kiềm như rau củ, trái cây, các loại hạt, ngũ cốc, ngừng uống nước. Họ không khuyên như vậy. Vì thế, trong trường hợp này, ionic magnesium là khoáng chất hoàn toàn từ mẹ thiên nhiên, cần bổ sung cũng giống như nhóm thực phẩm mà chúng ta phải duy trì mỗi ngày. Điều mà chúng ta cần lưu ý là các bệnh nhân sau khi xạ trị, họ ăn không còn ngon miệng và thường bị nôn. Vì ở dạng ion, nên ionic magnesium được hấp thu ngay mà không cần tan rã. Một lần nữa, nó là một nhóm các nguyên tố mang điện tích âm và dương, nên nó dễ dàng hấp thu mà không cần tan rã. Chúng ta nên bổ sung vì magnesium giúp tái sinh năng lượng ATP, tái tạo nền móng cho cơ thể, giúp cân bằng độ pH và quan trọng hơn là quá trình chữa lành. Tôi nghĩ với kiến thức của mình thì ông có thể giúp được rất nhiều người. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã đến chia sẻ thông tin với khán giả của kênh truyền hình FBNC. Xin cảm ơn Tú Trinh. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã cung cấp cho quý vị rất là nhiều kiến thức về khoáng magie và vai trò của khoáng magie trong việc thải độc tố trong bệnh nhân bị ung thư. Và quý vị hoàn toàn có thể xem lại chương trình này trên website của FBNC hoặc qua kênh YouTube của FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào các chuyên mục Cuộc sống thông minh kỳ sau. Khép lại chuyên mục Cuộc sống thông minh, xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin cuối tuần kỳ này qua những nội dung ngay sau đây. Korea đề nghị công khai 124 dự án tạm dừng được tiếp tục triển khai. Đà Nẵng công bố đề án xây dựng thành phố thông minh. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với bản tin cuối tuần FBNC 24/7 trên kênh truyền hình FBNC. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin địa ốc ngay sau đây. Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Xây dựng vừa công bố cho thấy thị trường nhà ở và bất động sản trong quý 1 năm 2019 nhìn chung tăng nhẹ nhưng không có biến động nhiều. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại thành phố Hà Nội, thì giá trung bình căn hộ chung cư quý 1 năm 2019 giảm 0,03% so với quý 4 năm 2018. Trong đó, giá căn hộ phân khúc cao cấp giảm khoảng 1%, căn hộ trung cấp giá giảm khoảng 0,17%. Tuy nhiên, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,73%. Đối với nhà ở riêng lẻ, giá tăng khoảng hơn 3% so với quý 4 năm 2018. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá tăng cao hơn ở tất cả các phân khúc. Giá căn hộ chung cư quý 1 năm 2019 tăng 3,84%. Đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 3,7%. Căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 3,76%. Căn hộ bình dân tăng khoảng hơn 4%. Đối với nhà ở riêng lẻ thì giá tăng khoảng 5,25% so với quý trước. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho biết thị trường vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm nay không có nhiều biến động, cân đối cung cầu thị trường vật liệu tiếp tục được đảm bảo. Trong thời gian tới thì Bộ tiếp tục kiểm soát thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định, nâng cao hơn khả năng đáp ứng nhu cầu nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Hiệp hội bất động sản thành phố Horia đã đề nghị công khai danh sách 124 dự án được tiếp tục triển khai thực hiện sau đợt rà soát thanh tra vừa qua. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc công khai này sẽ giúp các chủ đầu tư có căn cứ làm việc với các sở ngành để hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, tiếp tục thực hiện dự án, đồng thời tạo sự yên tâm cho người mua nhà. Cùng với đó, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ khẩn trương xem xét, giải quyết đối với hơn 30 dự án còn đang được cơ quan chức năng rà soát thanh tra. Bởi theo Horia, quá trình rà soát kéo dài sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp vì chi phí vốn, lãi vay ngân hàng tăng và mất cơ hội kinh doanh.
Ông Châu cũng dẫn số liệu trong quý 1 năm 2019, số lượng dự án được Sở Xây dựng thành phố phê duyệt đã giảm đến 63%. Số lượng hợp đồng nhận thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng cũng bị sụt giảm từ 30 đến 50% do các chủ đầu tư bất động sản thiếu nguồn cung mới. Cũng theo ông Châu, chính việc thiếu nguồn cung đã đẩy giá bất động sản tại thành phố lên cao. Do đó, Horia cho rằng sớm giải quyết cho các dự án đang bị rà soát, thanh tra không chỉ đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát tài sản công mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người mua nhà. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo công bố đề án xây dựng thành phố thông minh với tổng đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Với tổng đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, đề án xây dựng thành phố thông minh được triển khai nhằm giúp chính quyền thành phố Đà Nẵng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận mọi mặt thông tin đời sống một cách nhanh chóng, công khai, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường kinh doanh bền vững. Đề án sẽ được triển khai trong hai giai đoạn, từ nay đến năm 2025, sau năm 2025. Với hạ tầng công nghệ thông tin đa dạng, rộng khắp, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông minh hóa các ứng dụng để hỗ trợ chính quyền, tổ chức và công dân. Đề án được triển khai, ngoài cung cấp phương tiện và công cụ phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước, còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng thành phố thông minh. Thưa quý vị, tổng diện tích công trình xanh tại Việt Nam tính đến cuối năm 2018 chỉ khoảng 2,5 triệu m2. Mức diện tích này được Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC ví von chỉ bằng 30% diện tích của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo xu hướng xanh trong thị trường bất động sản Việt Nam 2019 diễn ra sáng ngày 11 tháng 4, chuyên gia công trình xanh của IFC cho biết, tính đến tháng 12 năm 2018, Việt Nam có tổng số 104 dự án được chứng nhận xanh với gần 2,5 triệu mét vuông sàn. Con số này rất khiêm tốn so với sự tăng trưởng của thị trường xây dựng hiện nay, khi tính đến cuối năm 2018, Việt Nam đã có 58 triệu mét vuông sàn từ các dự án nhà ở. Diện tích công trình xanh của Việt Nam được đại diện IFC ví von chỉ bằng 1/3 diện tích của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong các chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam, chứng chỉ EDGE được ghi nhận có mức tăng trưởng cao nhất tính theo mét vuông sàn với gần 1,2 triệu mét vuông, chiếm 30% tổng số mét vuông sàn được chứng nhận xanh tại Việt Nam. Cũng theo đại diện IFC, trong phát triển công trình xanh, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng công trình xanh đắt đỏ hơn so với xây dựng các công trình thông thường khoảng 30%. Tuy nhiên, số liệu khảo sát thực tế tại các dự án của Hội đồng Công trình xanh Thế giới chỉ ra con số này chỉ từ 0 đến 12,5%. Theo các chuyên gia, dự kiến trong năm 2019 sẽ có nhiều tòa nhà đưa vào sử dụng. Cạnh tranh gay gắt sẽ buộc các chủ đầu tư phải đưa ra nhiều yếu tố thuận lợi để thu hút khách thuê. Trong đó, kiến trúc xanh của các tòa nhà cũng sẽ là yếu tố được nhiều khách thuê lựa chọn. Liên quan đến phản ánh của báo chí về việc hàng chục hecta rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc quốc lộ 29 khu vực giáp ranh giữa xã Cơm Lang, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị phá trắng để lấn chiếm sang nhượng đất trái phép, Cục Kiểm Lâm đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm Lâm vùng 4, Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk điều tra, xác minh làm rõ. Trong văn bản của Cục Kiểm Lâm nêu rõ, nhận được phản ánh của báo chí về tình trạng phá rừng dọc quốc lộ 29, khu vực giáp ranh giữa xã Cư Em Lan, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Cục Kiểm Lâm đề nghị Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm vùng 4 kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và có báo cáo với Cục Kiểm Lâm bằng văn bản. Trước đó, thì báo chí đã phản ánh hàng chục hecta rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc quốc lộ 29 qua địa bàn giáp ranh huyện Ea Súp và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị phá trắng để lấn chiếm đất và sang nhượng trái phép. Không chỉ chặt phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng, người dân còn xây công trình nhà ở trái phép. Tình trạng này cũng đã diễn ra ở lâu nhưng không có cơ quan đơn vị nào phát hiện, kiểm tra và xử lý. Nguy cơ rừng tiếp tục bị chảy máu, đất rừng bị mua bán, sang nhượng trái pháp luật vẫn còn tiếp diễn. Thưa quý vị, trung bình một người dành đến 80% thời gian hoạt động trong nhà và các nhà khoa học đã chỉ ra rằng ô nhiễm không khí trong nhà còn có thể nghiêm trọng hơn ô nhiễm không khí ngoài trời. Vậy mối nguy hại này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của nhóm phóng viên chúng tôi. Một ngày, chị Trần Vũ Diễm Hằng ở trong môi trường nhà ở và văn phòng làm việc 20 trên 24 tiếng. Do thường xuyên ở trong môi trường kín như vậy, nên chị Hằng luôn cảm thấy bức bách, khó chịu. Những ngày gần đây thì nó ngột ngạt và gây cho mình cũng stress, cảm giác nó không được thoải mái. Thực ra thì ở văn phòng đã ô nhiễm, nhưng mà nếu mà so với quận ở bên tôi là quận Long Biên ấy, thì nếu như mà cái không khí mà mình muốn ấy, mong chờ ấy, thì nó vẫn đang ở mức là ô nhiễm. Theo các chuyên gia, trong nhiều nghiên cứu gần đây, ước tính có gần 1 tỷ người, phần lớn là trẻ em và phụ nữ, đang hít thở không khí trong nhà.
với mức độ ô nhiễm cao gấp 100 lần cho phép của WHO. Còn tại những căn nhà ở Hà Nội, có thể ô nhiễm gấp 5 đến 10 lần so với ngoài trời. Cùng với cấu trúc khép kín của ngôi nhà, tòa nhà, các nguồn gây ô nhiễm tự nhiên và nhân tạo chính là nguyên nhân tạo ra các chất gây hại, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2016, thì ở Việt Nam thì có khoảng độ hơn 32.700 ca tử vong là liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà. Thì trong đó thì có khoảng là hơn 9.000 ca là do đột quỵ và khoảng 5.600 ca là do liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa hề có những cái tiêu chuẩn hay quy chuẩn quy định cho chất lượng không khí trong nhà, cho nên là nó cũng là một cái mà rào cản để có thể đánh giá một cách toàn diện và cụ thể về chất lượng không khí trong nhà hiện tại của chúng ta. Theo tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, người đã có nhiều năm nghiên cứu về ô nhiễm không khí trong nhà, để hạn chế tối đa tình trạng này, ngoài việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí bên ngoài trời, thì ngay trong mỗi gia đình cần phải làm rất nhiều việc. Chúng ta vệ sinh nhà cửa sạch sẽ này, tạo độ thông thoáng này, và đặc biệt là không hút thuốc trong nhà này, không hạn chế sử dụng các cái nhiên liệu, ví dụ như than tổ ong chẳng hạn, thì cũng nên hạn chế. Và ngoài ra thì có một số cách đơn giản nữa, ví dụ như chúng ta vệ nhà cửa thì nên là những cái đồ gì không dùng thì chúng ta loại bỏ bớt và tạo cái khoảng không để có thể trồng các cái loại cây xanh. Rõ ràng, nếu chúng ta không hành động ngay thì những hình ảnh này sẽ trở thành hiện thực. Hãy góp phần bảo vệ bầu không khí để bảo vệ nguồn sống của chính mình và người thân. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để cùng đến với một cuộc trò chuyện nhanh trong bản tin cuối tuần kỳ này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua cũng như là những dự đoán cho những ngày sắp tới đến từ anh Trương Hiền Phương, giám đốc công ty chứng khoán KS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Phương. Chào Minh Phi. Thưa anh, thị trường chứng khoán liên tục giằng co trong tuần vừa qua và thanh khoản thì ngày càng suy yếu. Nhiều nhà đầu tư có vẻ là đang mất định hướng với thị trường. Vậy thì lúc này đây anh có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư ạ? Điểm sơ qua một vài cái nguyên nhân á, thì có lẽ như là thị trường đang ở trong cái trạng thái tích lũy, chờ đón những cái thông tin nó rõ ràng hơn. Vâng. Có thể là họ đang e ngại một số các cái vấn đề nào đó do nó đã tăng trong thời gian vừa qua, dẫn đến là sau khi bán chốt lời thì họ chưa có nhu cầu quay lại ngay. Vâng. Hoặc là họ sợ thị trường điều chỉnh và họ muốn chờ đợi cái nhịp điều chỉnh, dẫn đến là cái dòng tiền tham gia không đủ mạnh. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái hiện tượng nó bình thường. Tại vì hiện nay những cái thông tin bất lợi thì chúng ta cũng không thấy nhiều, mà tôi đang thấy có những cái thông tin nó có tính tích cực hơn. Vâng. Ví dụ như là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chắc nó cũng đang đã vào cái hồi kết, mà theo cái hướng tích cực, có nghĩa là các bên đã gần như đi đến được gặp gỡ ở những cái đoạn cuối cùng rồi. Thứ hai nữa là cái mùa đại hội cổ đông sắp tới. Vâng. Thì những cái kế hoạch, những cái định hướng của doanh nghiệp sẽ sớm được trình bày trên cái đại hội cổ đông. Thì theo tôi thì cái năm 2019 cũng là một cái năm mà các cái doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển dựa trên cái nền tảng là các cái chính sách hỗ trợ từ chính phủ, từ ngân hàng nhà nước và các cái cơ quan điều hành. Vì vậy tôi nghĩ thị trường đang ở trong cái giai đoạn tích lũy chờ đợi, chứ nó không phải đang trong cái giai đoạn mà đang có những cái diễn biến xấu. Vâng thưa anh, và nhắc về mùa đại hội cổ đông sắp tới thì cụ thể hơn là mình có những cái điểm gì cần lưu ý ạ? Tôi nghĩ thường các nhà đầu tư họ hay quan tâm là cái thứ nhất là cái việc chốt chi trả cổ tức hay là cái phương thức trả cổ tức sẽ như thế nào, tỷ lệ bao nhiêu. Vâng. Thứ hai nữa là các cái định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới, có thể là trong năm 2019 và trong vài năm tới như thế nào. Và cuối cùng nữa thì có thể là cái việc thay đổi thành phần ban quản trị, có thể là những người mới đến hoặc những người cũ đi hay như thế nào đó. Vâng. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Thì tôi nghĩ đại hội cổ đông năm nay cũng không loại trừ những cái vấn đề mà nó có tính truyền thống như vậy. Và tôi nghĩ nó cũng không có gì quá để mà chúng ta phải hay là nhà đầu tư phải đặt nặng. Tại vì hầu hết các cái doanh nghiệp mà đã niêm yết trên hai cái sở giao dịch chính là Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội thì vâng, đều là những cái doanh nghiệp tốt. Có rất ít hay là có những doanh nghiệp họ gặp những cái điều không may mắn thôi. Vâng. Chứ còn nhìn chung các doanh nghiệp đều đang hoạt động rất là tốt. Thì tôi nghĩ đại hội cổ đông cũng sẽ cho ra nhiều cái thông tin tích cực, và nhà đầu tư họ sẽ sớm đón nhận cái thông tin đó theo cái chiều hướng tích cực theo.
Vâng, thưa anh Phương, và trong diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua thì các cổ phiếu vốn hóa lớn có phân hóa mạnh khiến cho cái thị trường khó có cơ hội hồi phục trở lại. Vậy thì anh, cái góc nhìn của anh đó, anh đánh giá như thế nào về mặt bằng các cổ phiếu lớn hiện nay ạ? Có một cái điểm nhược đó là một số các cái cổ phiếu vốn hóa lớn tại Việt Nam thì nó lại chiếm tỷ trọng để tính cái điểm index nhiều, dẫn đến là cái việc mua vào hay bán ra của cổ phiếu đó nó sẽ tác động đến không những VN Index mà còn VN30 vân vân. Thì và nó sẽ lại ảnh hưởng đến cái thị trường phái sinh. Rồi từ thị trường phái sinh người ta lại quy ngược về thị trường, người ta sẽ đoán ngược về cái thị trường cơ sở. Vì vậy nếu mà một số các cái dòng tiền lớn từ một số các cái nhà đầu tư lớn mà họ có chủ đích, họ muốn đẩy điểm lên hoặc họ muốn đè điểm xuống thì họ có thể tác động bằng cách mua vào hay bán ra những cổ phiếu đó. Thì đó là một trong những cái nhược điểm mà chúng ta cần phải khắc phục trong tương lai. Tuy nhiên nếu mà một nhà đầu tư nào mà theo dõi sát vào thị trường á, thì hoặc là có tính đầu tư chuyên nghiệp hơn thì cũng sẽ nhận ra rằng cái dòng tiền mà đầu tư vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thì mà có tính định hướng á, thì nó cũng chỉ mang tính dẫn dắt một khoảng thời điểm nào đó thôi. Còn lại thì cái dòng tiền thực lúc nào nó cũng sẽ phản ánh thực ở trên thị trường. Có nghĩa là nếu mà những cái thông tin bên lề từ thế giới cho tới Việt Nam mà tốt, hoặc là thông tin của ngành, của doanh nghiệp tốt, thì cái dòng tiền nó sẽ sớm quay lại vào những cái cổ phiếu tốt. Cho dù là cái cổ phiếu có tỷ trọng lớn hay là vốn hóa lớn có tăng hay giảm thì cái dòng tiền chính thống nó cũng không có bị tác động bao nhiêu. Và vì vậy, trở lại với câu hỏi của Minh Vy thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư mình có thể cứ bình tâm. Mình nên phân tích kỹ, thứ nhất đó là tổng quan của nền kinh tế, mà các cái vấn đề về vĩ mô, vi mô như thế nào. Thứ hai, sau đó mình phân tích vào cái ngành mà mình đang nhắm đến. Nếu mà nền kinh tế vẫn đang tốt, các chính sách về vĩ mô tốt, cái ngành đó cũng đang có cái tiềm năng phát triển, thì lúc đó mình hãy phân tích sâu vào chính cái doanh nghiệp mình muốn đầu tư thông qua các cái báo cáo tài chính và những cái định hướng hay những cái kế hoạch của doanh nghiệp. Mà nếu mà báo cáo tài chính cũng cho những cái chỉ số đẹp, các cái kế hoạch kinh doanh hay là những cái định hướng của doanh nghiệp cũng có những cái tiềm năng, thì mình cứ nên mạnh dạn giải ngân. Và đặc biệt trong những cái lúc mà thị trường điều chỉnh hay là thị trường mang tính tích lũy, thì đây chính là cái cơ hội mà các nhà đầu tư mua được cổ phiếu tốt với cái giá hợp lý hơn. Thay vì đợi lúc mọi thứ nó đều tốt đẹp hết, đều rõ ràng, thì lúc đó cái giá nó sẽ phải cao hơn, có thể là 5-10-15%. Thì cái việc mua vào cho dù là cổ phiếu tốt nó cũng không có sinh lợi tốt, hoặc có thể nó dẫn đến lợi nhuận, dẫn đến sụt thua lỗ khi mà thị trường có phiên điều chỉnh. Vì vậy tôi nghĩ thị trường mà cái vùng giá thấp là cái vùng giá mà nhà đầu tư nên cân nhắc mua nhiều hơn là lo lắng. Vâng, rất là cảm ơn anh Phương với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin FPNC 24/7 kỳ này cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật là thú vị và ý nghĩa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.